Mà bây giờ nhớ biết là bốn người mà chị. Đúng rồi đó. Thì anh điểm danh lại thử coi. 1 2 3 2 là 4. Wow. Chào mừng tất cả chị em đã quay trở lại với Nà Gen nữa rồi nè. Yeah. Đó thì hôm nay trên tay Gen đang cầm một cái bịch siêu to khổng lồ luôn. Và Gen quyết định là sẽ làm một clip hồ bơi. Nhưng mà không phải bơi bình thường mà mình sẽ bơi với 1 triệu viên hạt sớm mỹ mau. Trời nghe thôi chấn động rồi. Ủa chị tắm với hạt sớm là tắm sao vậy? Đơn giản thôi mà, để mình chỉ cho bạn. Rồi tắm đi. Trời đất ơi. Wow, bây giờ bà Dê quyết định là sẽ đổ 1 triệu viên hạt sớt vào cái thùng trước. Ha ha ha. Trời ơi, giờ mình gần xương xương cái to rồi đó coi. Mong là đừng có bỏ ở nhà béo ngồi ngày mai 1 triệu chị tiếc lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đổ xương xương vô nha. Đó. Trời ơi, mọi người thấy nhiều ghê không? Yeah. Quá trời luôn, không biết là nó có đầy cái thùng này không nữa. Đặc biệt á, những viên hạt sớt này bảy màu luôn nha mọi người, mới đã ối. Trời ơi, rồi nhiều quá rồi, chắc bà Dê phải chừa lại một bịch này quá chứ không thôi đổ hồi cái nó tràn ra nó uổng dữ luôn. Tham lam bắt đầu đổ thôi. Mà Dê xuống tắm thử đi, hồi nãy cái hồ là nước trong nè. Dê sẽ xuống thử xuống nha. Trời ơi, đã dữ luôn mọi người. Ê, nhưng mà lấy cái tay gờ nó đã quá à. Em đụng đụng này giống như là có bánh xe vậy nè. Có chừng cái hàng đỡ nó chìm xuống á, bây giờ em để cái chân xuống đi. Quá trời đẹp luôn trời ơi, đẹp quá nè. Ôi, phê lắm. Không ngờ là chế cái 1 triệu gì hàng đỡ nhìn nó quá trời là đã luôn rồi bà Dê. Đúng rồi, nhưng mà hạt mốt nó nhiều đến nỗi mà bây giờ nó là chia ra tới 2 tầng ở dưới nước luôn nha mọi người. Yeah. Tôi phát hiện ra nước này sao nó màu xanh luôn vậy? Chắc là mấy cái hạt mốt này nó nhiễu màu ra mọi người. Ồ, không sao, mình rửa hạt mốt luôn rồi, vô tắm thử đi tụi em, vô trải nghiệm. Trời ơi, đúng cả luôn á. Cái này á mình có thể làm rất là nhiều, ví dụ như mình để dương miệng lên rồi nè đó. Cái này là hoàng tử hạt sớm. Để em trang trí cho bà. Ai mà công nhận tắm mát ghê luôn á. Bê sao mà nó ghét quá vậy? Wait a minute. Tức tại Mo nó thấy mình quậy quá nó sợ á. Để em để thôi, một xíu bỏ cho Mo vô sao đi. Bây giờ nè, cái mắt kia em vậy rồi sao em nhìn được nữa? Đúng. Thì không sao đâu, mắt em thấy bảy màu đó mà. Trời ơi, xịn dữ đó mọi người. Đặc biệt cái hạt sớt này khi mà nhìn kỹ nha, mọi người sẽ thấy nó ra rất là nhiều hình thù khác nhau luôn. Tôi nghĩ là tới mấy triệu viên luôn á. Đúng rồi, đã dữ luôn. Ơi, bơi mát quá à, chưa nắng bơi tắm xíu. Mà đặc biệt tôi nói cho mọi người biết là tôi đã bịt lỗ cống ở trên sân thượng rồi. Bây giờ tôi sẽ xả nước ra làm nguyên cái sân thượng hạt sớm luôn. Dạ, hôm nay xì ba của chúng em xin chào đón một vị khách đến từ Bình Dương ạ. Hôm nay hồ bơi ở trên không, có khách là mình phải phục vụ cho đàng hoàng tử tế nha. Sau tiếng thì em sẽ cho khách ngồi cái ghế massage của em ạ. Dạ, cứ nằm đi, em để cái ghế massage. Đúng rồi, em muốn là cho khách nằm cho nó êm vô nè. Dạ, em bây giờ mời anh chị nhắm mắt lại ạ. Dạ, nhắm mắt lại để em bắt đầu là em làm những cái spa cho mình đó ạ. Ủa, cái này là cái gì vậy? Dạ, cái này là giống như là mình đắp mặt nạ dưỡng thôi. Dạ, mặt nạ dưỡng da. Dưỡng da. Dưỡng da. Rồi, tới gì nữa hả? Dạ, tới nữa là mình sẽ được nghe âm thanh của thiên nhiên ạ. Đây là âm thanh của thiên nhiên ạ. Dạ, mình nhắm mắt mình thư giãn nha. Ủa sao cái tiếng này giống tiếng nhạc đồ quá vậy? Dạ vậy hả? Dạ khách ơi, hình như trong lỗ mũi khách có một viên à. Nhưng mà khoan, shop mình đặc biệt là có thức ăn dành cho khách VIP luôn. Cái này gọi là food massage. Bây giờ rút cho khách
đi nha. Lại múc bằng muỗng vậy nè. Đúng rồi. Mày đâu lắm. Này để mở cái muỗng à. Cái muỗng đâu à? Cái muỗng à. Đây là món hải rất là đặc biệt à. Chưa chưa cái coi tâm dưỡng sinh thư giãn nhẹ nhàng dễ ngủ. Tiếp theo thì team bà Gia sẽ chơi một cái trò chơi đó là lặn xuống hồ này. Nếu mà ai lặn xuống mà không thấy được một cái lộ sống nào thì sẽ là người chiến thắng nha. Cái này gọi là đặt công nước. Giờ đầu tới tôi trước đi. Dạ mời. Tốt. Rồi, game over. Game over rồi. Ai này nhanh nhẩu quá. Hồi nãy chỉ là xé giáp thôi, bây giờ làm lại nè. Ok luôn. Bây giờ bà Gia sẽ chơi thử thách hai cái bạn này, đó là anh Đức và Gino. Bây giờ hai người sẽ lặn xuống, nếu mà ai hợp đầu lên thì Gia sẽ bị quýnh liền luôn. Cái mà tôi hồi nãy giờ sao anh kéo đi.
Trời ơi, tôi nhớ cái cảm giác này giống như hồi đó nhỏ tôi tắm ở trong nhà vệ sinh gì đó. Tôi bơm nước đầy vô cho nhà vệ sinh cái tôi làm tôi tắm. Này lại cứu tôi, lại cứu tôi. Ok là mọi người lúc nhé, thì hiện tại team bà Dê đang bắt đầu gom những cái hạt nở lại để tí xíu mình sẽ làm cơm mưa hạt nở luôn nha. Bây giờ hả, team bà Dê cũng là đang cực lực để gom lại. Nãy giờ mới gom được cái nở hồng xinh xứ rồi mọi người ơi. Mấy chàng nào mới gom hết đống hạt nở này nè. Hạt nở hạt sớm. Nãy giờ mình cứ nói hạt nở hoài bị liễu chị em ơi. Trời đất ơi, mình này rất là hứng thú luôn. Bởi vì chúng ta sẽ có một trò chơi mới. Đó là đẩy nước tới con chuyện. Bây giờ con kiếm nữa. Yeah. Cái gì vậy? Dạ đâu, chị Phi trường đâu? Yeah. Em xin cảnh khúc này ghép cái nhạc lồng lồng vô luôn nha. À, vô. Wow. Thật là quái trưởng các bạn ạ. Trời đất ơi, nãy giờ Mon là gom hạt xốp lại về chỗ mình rồi đó. Bắt gì cười. Trời đất ơi, rồi con ăn được nhiêu con? Dạ, dạ. 5 ngàn. Dạ, dạ. Cho con thêm 5 ngàn trứng cút cho con. Trứng cút hả? Giờ hết trứng cút, giờ có trứng lộn được không? Cái này là bi bát bánh tráng trộn mà. Đúng rồi, quá cho xịn xà luôn, trời ơi. Ôi, nãy giờ chưa làm con hối mà nghe rồi đó. Gì? Bây giờ tôi sẽ chắc nước ra, sau đó tôi sẽ đem ra lầu tôi đổ. Trời ơi, nước trong này quá trời luôn. Đúng rồi, nãy giờ múc sớt nhưng mà nó vẫn bị dính nước mọi người. Mình phải chắc nước ra nghe. Rồi, trời ơi, xịn xà nó canh vô. Trời, từ ở trên đây xuống cái sân thượng nhà tôi kìa. Quá trời luôn, y chang như là bờ trải qua một cơn mưa vậy đó. Đó, mọi người đang chơi đùa rất là vui vẻ ở bên dưới. Ủa, chị đâu sao mày sàn gạo vậy? Giận xong. À, thì ra là vậy. Ờ, chị B đang chơi với con nữa kìa. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Sóng biển chân trào. Đây, xin giới thiệu với mọi người. Sau khi mà nước đã tan thì những hạt xốp cũng còn ở đây. Trời đất ơi, đây là những cây mà đáng thấy gia trồng bây giờ là nó vậy nè mọi người. Rút lên cái là nó tan tành mấy thứ. Vậy là sáng mà đáng thấy gia ra đây coi vườn rau là thấy toàn hạt xốp không hả? Nhiều khi ngày mai cái rau nó mọc lên hạt xốp luôn. Ồ, vậy là chúng ta lại có hạt xốp chơi nữa. Con đi ra cái vườn đi ra, sợ rồi. Ôi lời, tôi có thấy hạt xốp đi vô từng góc ngách luôn trời. Ôi sao cái gì nó cũng dính vậy. Ôi bây giờ nguyên cái sức lượng tại hạt xốp không à. Trời ơi, coi đây nè, coi đây nè. Cái máy giặt kìa. Ủa, cái máy giặt với hạt xốp không vậy? Cái tường nè. Cái tường đó. Rồi có người kìa. Rồi lát nữa sao mà dọn. Ai biết làm dọn ngoài hả? Ủa, vậy kìa vậy. Ủa, cứ vậy đi đâu vậy. À trời, chạy vào kiếm chi chê. Nãy giờ là dọn nhà quét chờ nó tội nghiệp bánh quét chờ gương mà lạnh nè mọi người. Hai tí xíu nữa tắm nha. Cũng được á Nghiên. Cho
trời đất ơi. Wow, bà dê vừa mới tạo được chai sữa tắm, bây giờ sẽ tắm cho mon nha mọi người đó. Đây là xà bông cực kỳ thơm luôn, xà bông hương nốt hai rồi đó. Trời ơi, hôm nay mon là tắm trên sân thượng quá trời đã luôn, dịch vụ spa chấn động bờ kè quá trời đã luôn rồi đó. Cào massage đồ các kiểu chim bà điểu he. Đây xả nước đi, xả nước đi. Rồi bây giờ mình sẽ xả nước lại nha mọi người ơi. Ôi nhưng mà bình thường bà dê tắm phải tắm hai lần thì mon mới sạch được. Để bà dê tắm thêm lần xà bông nữa. Ủa chai xà bông nó mất tiêu rồi. Ủa mới đây mà. Báo cho đã, giờ dọn nè mọi người, dọn lò đáng hỏng luôn, dọn chân đập mờ kè luôn, giờ dớt từng hạt bỏ vào đây. Cái này ta dọn tối 8-9 giờ rồi quá. Tôi, Mo đã được giải thoát rồi đó, còn tôi là phải dọn nè chị. Muốn xỉu luôn. Thôi kệ, quay clip cho mọi người xem nên chơi tiếp đó. Thank you.